Xin chào các bạn, và chúng ta đến một nhóm tính cách tiếp theo để chúng ta nhận diện những ưu và nhược điểm, đó là nhóm S. Họ là những người kiên trì và trung thành. Ưu điểm của người nhóm S này là những người họ có thể dễ dàng hợp tác và hợp với mọi người, bởi vì họ là người rất là lắng nghe người khác. Nên là khi mà bạn giao tiếp người nhóm S thì họ thấy rằng họ là người luôn luôn lắng nghe những câu chuyện của bạn, luôn luôn lắng nghe những điều bạn đưa ra, và hầu hết họ không đưa ra những cái thông tin để mà phản kháng lại những cái thông tin bạn đưa ra. Họ là những người luôn luôn chia sẻ với người khác và luôn luôn trở thành những sợi dây gắn kết người khác. Nên họ trong cái tổ chức của bạn thì họ là người gắn kết những người khác vô cùng mạnh mẽ. Họ cũng là những người lắng nghe người khác, nên là họ thường xuyên được người khác chia sẻ những câu chuyện. Và khi mà bạn cái ưu điểm tiếp theo của người nhóm S đó chính là họ có thể dễ dàng ở lại và trung thành với tổ chức của bạn. Họ rất là ngại sự thay đổi, và chính vì thế khi họ đã quyết định ở lại một cái tổ chức hay đội nhóm nào đấy rồi thì họ thường xuyên có xu hướng là họ sẽ ở lại, và sự trung thành của họ rất là cao. Trước đây thì tôi không biết được cái vai trò của nhóm S, bởi vì tôi nhận thấy rằng là những cái nhóm tính cách khác đều bộc lộ rất là rõ ràng, nhưng riêng nhóm S thì tôi lại không thấy sự rõ ràng trong đây. Nhưng khi càng tìm hiểu, tôi thấy nhóm S là những người rất là tuyệt vời. Họ chính là những người tạo ra những cái môi trường thân thiện để giúp đỡ và phát triển cùng những người khác. Họ cũng chính là những người mà những người khác luôn luôn mong muốn gặp gỡ và chia sẻ. Tuy nhiên, họ cũng có những nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên đó là họ rất là sợ sự cạnh tranh và họ rất là rụt rè trong việc ra quyết định. Khi mà giao tiếp với họ trong cái môi trường mà đầy tính cạnh tranh thì họ có một cái nhược điểm, đó là họ thường xuyên co mình lại và không dám đưa ra những quan điểm cá nhân của mình. Và chính vì thế, cái sự rụt rè này của họ cũng khiến cho họ khi mà bỏ lỡ rất là nhiều các cái cơ hội đến với họ. Những người nhóm S là những cái người có một cái nhược điểm nữa, đó là những cái người mà họ đôi khi chính vì sự rụt rè này quá của họ, nên là họ kéo theo tổ chức của chúng ta cũng sợ chậm thay đổi. Và trong một cái tổ chức và những người nhiều người nhóm S thì chúng ta cũng tạo ra một cái không khí nó không được năng động và nó thiếu một cái mục tiêu rõ ràng trong hoạt động. Họ chỉ đến với nhau bởi vì họ thích hợp tác với nhau, họ thích được chơi với nhau và họ gắn kết chia sẻ những câu chuyện. Nhưng họ cũng không phải là những cái người mà thúc đẩy mục tiêu và giúp chúng ta hành động để đạt mục tiêu. Nên chính vì thế, nhược điểm của người nhóm S là những người mà họ sẽ không bao giờ họ dám đi đầu để dẫn dắt đội nhóm. Nên khi mà chúng ta làm việc với người nhóm S thì chúng ta cần phải xây dựng được cái người nhóm S này trở thành những người là sợi dây gắn kết của mình, thay vì đưa cho họ ra tuyến đầu để lãnh đạo cho doanh nghiệp của mình. Và để biết được ưu và nhược điểm của nhóm tính cách C, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.